Xin chào các anh chị trong hành trình đường đến trái tim con. Trong cách hành xử, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, và trong cách hành xử tất cả giữa những thành viên trong gia đình. Nếu như chúng ta chỉ cần một câu nói, hay một ánh mắt, hay một cái cử chỉ nào đấy mà làm cho đối phương tổn thương, gây ra những cái cảm xúc xấu như là buồn, tức giận, bực bội, khó chịu, và rồi cái thời khắc đấy qua đi, khi thời khắc đấy qua đi, ta tưởng rằng họ sẽ không nhớ, họ sẽ không có sao hết và họ sẽ ổn thôi. Nhưng ta không biết rằng chính cái thời khắc đấy nó sẽ ở mãi trong tâm thức của họ, và cái nỗi buồn sâu thẳm đấy nó sẽ gặm nhấm cái con người tuyệt vời của họ. Và rồi dần dần họ thu mình lại, họ trở nên cọc cằn hơn, họ trở nên ốm yếu hơn, họ mệt mỏi hơn. Chính là bởi vì cái cách hành xử của chúng ta không đúng đắn với họ ở thời điểm đấy. Nên chỉ cần một chút thôi, một chút thôi, một chút thôi các anh chị ạ. Chỉ cần những cái tín hiệu yếu đấy một chút thôi gây ra sự tổn thương cho nhau, cũng là một cái hành trình gây ra một con người họ không được sống là chính họ. Họ cô đơn, họ mệt mỏi, họ chán trường mà ta không hề hay biết các anh chị ạ. Và vì thế hầu hết tất cả chúng ta đều lớn lên trong sự tổn thương về trái tim. Về tư duy chúng ta bị cài đặt sai, nhưng về trái tim bị tổn thương, mà trái tim thì không thể cài đặt lại. Trái tim chỉ có thể chữa lành mà thôi các anh chị ạ. Nên đây sẽ là một hành trình khó khăn. Đây sẽ là một hành trình đòi hỏi chúng ta phải đổ nỗ lực vào đấy rất nhiều để đến được với trái tim của người khác, và cha mẹ đến được với trái tim của con. Trong rất nhiều ca cô Lanh coaching, cực kỳ nhiều ca, cô Lanh luôn hỏi rằng mối quan hệ của con với ba như thế nào, mối quan hệ của con với mẹ như thế nào. Và hầu hết tất cả các bạn nói rằng con không thích ba con không thích mẹ con ở gần ba con thấy rất sợ hãi, và lúc nào ba con chỉ cần đứng gần con thôi là đầu óc con trống rỗng luôn, con chẳng biết mình nghĩ gì cả, con chẳng biết mình cần phải nói gì và mình làm gì cũng luống cuống luôn, bởi vì bên trong có nỗi sợ. Và chỉ cần ba con đến gần thôi thì cơ thể của con bắt đầu thay đổi luôn, khúm núm lại. Đấy là nỗi sợ. Chúng ta sinh ra không phải để gieo rắc cái nỗi sợ. Và những đứa trẻ hầu hết bị gieo rắc cái nỗi sợ từ khi tâm thức của các con còn rất là non nớt, từ 0 cho đến 18 tuổi. Và nỗi sợ đấy đeo đẳng con trong suốt cả hành trình cuộc đời, và con không thể nào tiến bước về tương lai với cái nỗi sợ khủng khiếp đấy ở bên trong mình các anh chị ạ. Và khi cô Lanh hỏi con ở bên cạnh mẹ con cảm thấy thế nào, thì rất nhiều bạn nói rằng mẹ con thì thấy dễ hơn bố con, nhưng mà cũng bình thường thôi, cũng bình thường thôi các anh chị ạ. Chính những cái câu trả lời đấy thì cô Lanh hiểu rằng trái tim của các con đang vụn vỡ. Trái tim của các con đang vụn vỡ. Các con ở gần ta nhưng các con không được đong đầy yêu thương. Các anh chị hãy comment cái điều vừa rồi đi ạ. Các con ở gần ta nhưng các con lại không được đong đầy yêu thương. Và trái tim của các con cảm thấy trống rỗng. Ta có thể cho con ăn, ta có thể cho con ngủ, chăn ấm, đệm êm. Nhưng nếu trái tim băng giá, nhưng nếu trái tim vụn vỡ, thì con không thể nào có thể lớn lên trong hành trình cuộc đời này được các anh chị ạ. Và một sự thật là như thế này, khi một đứa trẻ đói rất là dễ để có thể dỗ cho các con, chỉ cần cho ăn là được mà, đúng không ạ? Các anh chị hãy comment điều đấy đi ạ. Khi mà một đứa trẻ đói, đúng rồi, khi mà một đứa trẻ đói ạ thì rất dễ, cực kỳ dễ để mà dỗ cái đứa trẻ đói, dễ lắm, chỉ cần cho các con ăn thôi. Nhưng khi mà một đứa trẻ buồn thì không hề dễ để mà dỗ đâu ạ. Không hề. Bao nhiêu các anh chị đồng ý với cô Lanh điều đấy thì chúng ta comment số 1 được không ạ? Hãy comment số 1. Xin chào gia đình Uyên Chi,
Nhà tóc Giang Nam. Xin chào Đỗ Dung, xin chào nhà mình. Đúng rồi, các con ở gần ta nhưng chúng ta không cảm, các con không cảm nhận được cái tình yêu thương của ta. Không cảm nhận được à? Vì sao ạ? Bởi vì cách hành xử của ta đấy ạ. Còn trong sâu thẳm thì ta thừa biết, đúng không ạ? Đấy chính là ta yêu con lắm, ta yêu con vô điều kiện luôn, ta làm sớm tối cũng chỉ để về vì con mà thôi. Và ta mắng chửi cũng là vì con thôi, ta sốt ruột và ta tức giận cũng là vì con thôi, vì ta lo cho tương lai của con. Nhưng mà con thì lại không cảm nhận được điều đấy các anh chị ạ. Con không cảm nhận được điều đấy đâu ạ. Con chỉ cảm nhận thấy cái cách hành xử của ta, sự giận dữ từ ta. Nên có những bạn nói với cô Lanh rằng mẹ con là người rất tốt tính. Mẹ con tốt tính lắm và mẹ con rất tốt với mọi người trừ con. Trừ con, nghĩa là con không cảm nhận được cái điều đấy. Và vì vậy, các anh chị hãy để ý đến trái tim của con. Các anh chị tất cả chúng ta cùng comment cái điều đấy đi ạ. Hãy để ý đến trái tim của con. Hãy để ý đến trái tim của con. Các anh chị biết không ạ? Một bé trai khoảng tầm 5 tuổi các anh chị ạ. Và bố mẹ cảm thấy rất là khó khăn trong cái hành trình cùng con. Bạn ấy, bố mẹ nói là yếu đuối lắm cô Lanh ạ, rất là yếu đuối luôn. Yếu đuối này hay vùng vằng, hay tức giận, hay dỗi. Rất là yếu đuối, còn thậm chí là yếu đuối hơn cả con gái. Và bây giờ vợ chồng em cũng không biết làm thế nào nữa. Không dám nói to luôn, chỉ cần hơi nói to một tí thôi là bạn bảo mẹ mắng con, mẹ không yêu con, mẹ mắng con. Chỉ cần hơi nói to thôi nhá, chưa cần mắng, chưa cần gì cả. Nhưng là mẹ không yêu con, mẹ mắng con. Hay là lúc nào cũng thế luôn ý. Chỉ cần đi đón muộn vài phút thôi là mẹ không yêu con, mẹ mắng con, mẹ không yêu con, mẹ đi đón con muộn, con không được về sớm nhất. Là tan ra cái là muốn phải có mặt mẹ ở đấy luôn rồi. Bạn ấy rất là dễ tổn thương luôn. Và 5 tuổi, thế thì cô Lanh coaching cho bố mẹ bạn ấy. Thì cô Lanh mà làm đúng một việc này thôi này. Làm việc này thường xuyên nhất. Nên là nếu như anh chị nào cũng có con trong cái trạng thái như vậy, thì chúng ta làm cái việc này này. Ôm thật chặt con. Rất hay ôm con mà, và ôm thật chặt con, ôm một cách cảm nhận luôn ấy, vừa ôm mà vừa thì thầm. Các anh chị biết vì sao không ạ? Khi mà chúng ta ôm, chúng ta được ôm nhé, thì cơ thể của chúng ta được thả lỏng hơn. Các anh chị comment cái điều này nhé, comment cái điều này đi ạ. Khi mà chúng ta được ôm thì cơ thể của chúng ta được thả lỏng hơn, trái tim của chúng ta đập chậm hơn. Các anh chị ạ, trái tim của mình ấy đập chậm hơn. Đúng rồi, khi mà chúng ta được ôm ấy, cơ thể được thả lỏng hơn, trái tim đập chậm hơn, đập chậm hơn. Và có một điều rất là tuyệt vời khi mà chúng ta ôm, đấy là cơ thể của chúng ta tiết ra những cái chất rất là tốt cho cơ thể, và cái hệ miễn dịch của chúng ta từ đấy được tăng lên, được tăng lên. Các chị hãy comment tất cả những điều đấy đi ạ. Lòng dũng cảm bên trong ta cũng được tăng lên. Cái lòng dũng cảm mẹ cũng được tăng lên. Thế thì hàng ngày người cha và người mẹ ôm con, cứ ôm con thôi và thì thầm với con là ba mẹ yêu con vô điều kiện. Và con là một cậu bé bản lĩnh, con là một cậu bé thông minh, tuyệt vời. Ôm con và nói. Và người cha người mẹ nói với cô Lanh rằng: ôi cô Lanh biết không ạ, chỉ cần trong một cái thời gian rất là ngắn thôi, một tuần thôi mà con em thay đổi hoàn toàn luôn ấy. Những cái ngày xưa ấy thì nó sẽ nói là ba mẹ không yêu con, mẹ không yêu con nên là mẹ mới như thế, mẹ quên con. Nhưng mà từ khi mà ôm như thế thì không bao giờ luôn, không bao giờ có cái câu đấy nữa luôn á. Tức là tự nó cứ đong đầy ấy, anh chị ạ. Lòng dũng cảm cũng được tăng lên, trái tim đập chậm hơn, tinh thần được cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất rất nhiều khi mà được ôm. Đúng rồi, ấy vậy mà mình lại quên mất đi cái điều này, đúng không các anh chị? Mình quên mất đi cái điều này và mình ôm rất là hời hợt và qua loa, mà thậm chí mình còn từ chối những cái ôm, từ chối những cái ôm ấy các anh chị ạ.
Nên cái ngôn từ và cái hành xử nó quan trọng lắm, quan trọng vô cùng luôn ấy. Nên là những bậc cha mẹ ấy, mà khi đi vào cái khóa chuyên sâu ấy, cô Lanh dạy những cái ngôn từ nhất định chúng ta cần nói với con. Ví dụ như là mình thường nói là thôi đừng có ăn như thế, đừng ăn nhiều cái đồ chiên rán như thế con, đừng ăn nhiều thế. No. Nói như vậy thì cái tiềm thức của con nó không tiếp nhận cái ngôn từ của ta, các anh chị ạ. À? Cô Linh muốn các anh chị phải rất hiểu về điều này nhé, rất hiểu về điều này ạ. À. Khi mà chúng ta nói là thôi đừng ăn nữa, thôi đừng ăn nữa, ăn từ nãy đến giờ rồi, thôi đừng ăn nữa, thì cái tiềm thức của con ấy không phải con hư đâu, không phải con láo đâu, không phải con bướng đâu, mà đấy chính là cái cơ chế hoạt động của chúng ta. Cái tiềm thức của con sẽ không có ghi nhận cái ngôn từ của ta nói rằng thôi đừng ăn nữa, ăn thế béo chết, mà con ăn thế không tốt đâu. Thì mình sẽ không nói thế, mình sẽ nói như này này. Theo mẹ, mẹ nghĩ rằng nó sẽ không tốt với cơ thể của con khi mà con ăn nhiều cái đồ chiên rán như vậy. Mình nói như vậy các anh chị ạ. Theo ý kiến của mẹ ấy, là nó sẽ không tốt cho cơ thể của chúng ta nếu như mà mình ăn nhiều cái đồ này. Các anh chị biết không ạ? Thì cái tiềm thức của con ấy, cái vô thức của con nó sẽ đón nhận luôn cái ngôn từ đấy của ta. Và cái ngôn từ đấy của ta nó chui tọt luôn vào trong vô thức của con. Mà vô thức thì điều khiển hành động của một con người. Và sau đó thì con sẽ giảm dần những cái đồ như thế. Còn mình cứ nói đừng ăn như thế, mẹ đã bảo đừng như thế rồi, đừng có nghịch như thế, đừng có chơi điện tử như thế. Lúc nào mình cũng đừng. Và rồi các anh chị nói rằng con hư lắm, không có nghe lời. Chẳng có đứa trẻ nào hư cả. Bởi vì chính là cái ngôn từ của ta, cái tông giọng của ta, cách diễn đạt của ta, nó không đi được vào vô thức của con. Các anh chị ạ, hãy comment điều đấy đi các anh chị ơi. Chúng ta hãy comment điều đấy đi ạ. Đúng rồi ạ. Chính là cái ngôn từ của ta, cách diễn đạt của ta, nó không đi vào được trong vô thức của con. Tức là vô thức của con nó đẩy cái đấy ra, nó đẩy, nó không tiếp nhận. Nhưng nếu các anh chị nói rằng theo ý kiến của mẹ hay theo quan điểm của mẹ thì chúng ta không nên ăn nhiều cái đồ này con ạ, nó sẽ không tốt cho cơ thể. Và có một người mẹ khi mà học cô Lanh ấy, mà người mẹ nói những cái điều như vậy thì người mẹ nói là ôi cô Lanh biết không, ngày xưa em không muốn con em ăn xúc xích đâu, tại vì em có ký ức xấu về xúc xích, nên là em không muốn con em ăn có chất bảo quản lên thế nọ thế kia đấy, em không muốn con em ăn. Nhưng mà từ trước nay em cứ nói là không, con đừng ăn. Và cô Lanh biết không ạ, khi mà vào nhà bà nó thèm lắm luôn ý. Vào nhà bà lúc nào nó cũng bảo bà là dán xúc xích cho chúng con ăn đi, nó thèm. Nhưng mà ở nhà thì nó không dám ỏ e luôn, không dám đòi luôn, nhưng nó vẫn thèm. Kể cả Bim Bim cũng thế, em cũng bảo con là con đừng có ăn Bim Bim nhé, Bim Bim là ăn là nhiều cái nọ nhiều cái kia ấy, cứ nói như vậy. Thế là nó cũng sợ, nó thèm, nhưng mà nó sợ, nó không dám ăn. Ăn nhé, không ăn bởi vì sợ, chứ không phải là không ăn bởi vì cơ thể mình không ăn. Đấy, vì sợ. Thế thì vào nhà bà ấy, là toàn bảo bà ơi đi mua cho con, mấy con thèm ăn Bim Bim lắm, con thèm ăn xúc xích. Nhưng mà khi mà mẹ học cô Lanh ấy, mẹ học cái khóa đường đến trái tim con và cái khóa chuyên sâu ấy, thì mẹ thay đổi là này, mẹ nghĩ rằng ấy, chúng ta con muốn ăn xúc xích không? Ừ, con có thể ăn một miếng xúc xích đấy. Đấy. Nhưng mà mẹ nghĩ rằng chúng ta không nên ăn nhiều con ạ. Và càng hạn chế được càng tốt. Ừ. Thế thì cô bé từ thời điểm đấy là cô bé không ăn một cách rất là thoải mái ấy, chứ không còn đến thèm nữa. Các anh chị ạ, kể cả đến nhà bà cũng không bảo bà ơi con thèm cái này, con thèm cái kia, mẹ con không cho con ăn. Chỉ là thay đổi ngôn từ thôi. Mẹ nghĩ rằng hay là có ổn không con, nếu như mà con chỉ ăn thế thôi, nếu như mà con dừng, đúng không, có ổn không con, mình hỏi con như vậy, có ổn không con. Bởi vì có những bạn ấy, ôi trời ơi, các bạn ấy ăn nhiều, rất là nhiều những cái đồ như vậy, nó không có tốt thế nào cả. Cô Lanh đã từng coach cho một học viên một mình ăn hết một nồi lẩu của 10 người đấy ạ. Một mình ấy, bạn ấy ăn hết nồi lẩu của 10 người luôn ấy các anh chị ạ. Và cái bữa ăn sáng của bạn ấy, bạn ấy mua một túi bánh mì to, rất nhiều loại bánh mì. Và cô Lanh tưởng nó cho cả công ty ăn sáng cơ. Cô Lanh bảo ôi, đồ ăn sáng của ai đấy?
đồ ăn sáng của cả công ty à? Không, mà không phải đồ ăn sáng của bạn ấy đấy. Bạn ấy ăn cả một cái túi to luôn ý. Các anh chị ạ. Ừ. Nhưng mà sau này cốt ra ấy, thì nó là như này, ăn không phải vì đói đâu, mà là vì bên trong cảm xúc trống rỗng, trái tim bị tổn thương và cảm xúc trống rỗng. Nên là ăn để gọi là quên đi cái cảm xúc đấy. Các anh chị ạ. Nên những bạn mà béo phì ấy, những bạn mà béo ấy, là những bạn ấy là không có đủ đầy tình yêu thương bên trong đâu. Và cứ ăn, ăn, ăn. Và ăn không phải vì đói các anh chị nhé. Không phải vì đói, bởi vì không đủ đầy yêu thương bên trong. Nên là cứ ăn. Cứ ăn đi ạ. Hay quá các anh chị. Bao nhiêu các anh chị học được bài học gì? Chúng ta hãy comment đi ạ. Đúng rồi, cảm ơn rất nhiều các anh chị đã tag những người bạn của mình, những đồng nghiệp của mình, những người thân yêu của mình vào để cùng nghe. Cảm ơn chị Nguyễn Hoan, biết ơn nhà mình rất rất nhiều. Chúng ta hãy comment cái điều gì đó chúng ta ghi nhớ được, chúng ta học được, chúng ta sẽ chuyển hóa sau cái hành trình mà cô Anh vừa mới nói chuyện với các anh chị nhé. Đúng rồi. Cảm ơn bạn Quang Lê. Cô đúng là nguồn suối mát gieo vào tâm thức cho các cha mẹ. Biết ơn rất rất nhiều. Chúng ta hãy nói cái điều gì đấy đi ạ. Hãy comment cái điều gì đấy đi ạ. Hãy comment cái điều gì đấy. Hay quá cô ơi, cảm ơn nhà mình rất nhiều. Biết ơn các anh chị rất nhiều. Bởi vì chúng ta đã hiểu được và chúng ta thực hành. Chúng ta rất hay hỏi con là con ơi có ổn không con? Nếu như mà chúng ta làm cái này, chúng ta làm cái kia, hay chúng ta thôi không làm cái này, chúng ta thôi không làm cái kia, có ổn không con? Con ơi có ổn không con? Bởi vì cô đang thấy như này này, cô đang chứng kiến nhiều cái cuộc giao tiếp giữa cha mẹ và con ấy. Các anh chị nói với người ngoài ngọt lắm, nhưng riêng với con các anh chị thôi là các anh chị gần giọng ngay, đổi ngay tông giọng luôn ấy, khiếp lắm luôn ấy. Nếu mà có một máy ghi âm á, mà ghi âm lại cái đoạn đấy thì các anh chị mới thấy là các anh chị lật mặt kinh khủng như nào. Cô này gọi là lật mặt đấy. Cảm ơn Hiếu Nguyễn Trung ạ. Tức là nói với người ngoài nha, ngon ngọt luôn, tông giọng thấp, giọng thê ta, đi vào tiềm thức luôn. Nhưng mà chuyển sang con một cái, đổi ngay tông giọng luôn, cao tông giọng, gắt gỏng luôn á. Lật mặt nhanh lắm luôn ấy. Các anh chị ạ. Đúng rồi. Chị Yến muốn tư vấn thì chúng ta cứ comment tư vấn cộng số điện thoại ạ. Nhà mình ạ. Nên ý ạ, cái hành trình quan trọng nhất đấy là đường đến trái tim con. Các anh chị ạ, hành trình quan trọng nhất là chạm được đến trái tim của người khác. Tại sao mà cô Lanh có thể chuyển hóa hàng nghìn cha mẹ Việt Nam trên khắp thế giới? Bởi vì cái ngôn từ của cô Lanh, bởi vì trí tuệ của cô Lanh, và bởi vì trái tim của cô Lanh chạm được đến trái tim của các anh chị. Chạm được đến trái tim của các anh chị. Và chính bởi vì điều đấy chúng ta mới chuyển hóa được. Còn nếu như chỉ nói ấy, cô Lanh nói rất nhiều, nói kiểu như vậy ạ, cứ cố nói thì sẽ chẳng bao giờ chạm được đến trái tim của các anh chị cả, mà nó sẽ chỉ ở tầng ý thức của các anh chị thôi. Có thể lúc đấy các anh chị nghe cũng hay đấy, nhưng các anh chị chẳng chuyển hóa tí nào cả, các anh chị chẳng áp dụng được. Ngày mai ngày kia các anh chị lại vẫn là thế luôn ý, vẫn thế luôn, chẳng thay đổi. Bởi vì mình mới đang gieo ở cái sóng beta là tâm thức. Các anh chị biết không ạ, khi mà chúng ta nói giọng thê ta, khi mà chúng ta ôm nhau, chúng ta nói, hoặc chúng ta nhìn nhau rất là trìu mến, thả lỏng ấy ạ, thì các anh chị biết không, sóng não của các anh chị nó tụt xuống tầng thê ta đấy. Nó thư giãn, thư giãn, thư giãn hơn đó. Thư giãn rất rất nhiều luôn nha. Đúng rồi. Bạn Lê Kim Anh, đúng vậy cô ạ. Với con hàng xóm thì kiểu như không dám nói ấy ạ, mà gặp con mình như là nhím xù lông ấy ạ. Nên mình thấy thương con mình không? Con mình đấy nhé, phải nhận được tình yêu thương đủ đầy từ mình chứ, đúng không? Mà sao con mình lúc nào cũng gặp một cái quả cầu gai là mình vậy? Một cái quả cầu gai ấy. Cảm ơn bạn Văn Danh Cường, biết ơn rất rất nhiều. Đúng rồi đấy bạn à, cô Anh vừa thấy một bạn nào đấy
Tắc, một người bạn có nickname là gì đấy? Vào. Ok, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Chúng ta hiểu được rồi đấy ạ. Tất cả các anh chị hãy comment đường đến trái tim con. Đường đến trái tim con. Và đây là một khoa học khác hoàn toàn với khoa học cha mẹ thông thái. Các anh chị ạ, đây là một hành trình cô đang gieo duyên cho các bậc cha mẹ. Các bậc cha mẹ, nó sẽ khác hoàn toàn với cha mẹ thông thái. Và lúc này khi mà chúng ta vào trong phòng Zoom, chúng ta phải rất nghiêm túc về hành trình này. Rất nghiêm túc nha. Bởi vì trái tim của con, trái tim của những người xung quanh ta, họ quá tổn thương, họ rỉ máu và họ phòng vệ rất nhiều. Họ tổn thương lắm các anh chị ạ. Và họ phòng vệ nữa các anh chị ạ. Và họ đã cảm thấy không an toàn. Họ đã cảm thấy không an toàn với ta rồi. Nên bây giờ các anh chị muốn chạm được đến trái tim của con không dễ đâu ạ. Và nó là hành trình đấy các anh chị ạ. Hành trình đấy. Các anh chị biết không, tất cả hành vi của chúng ta đều là do cảm xúc quyết định. Nên một lần nữa, tất cả các anh chị hãy comment là cảm xúc thúc đẩy hành vi. Đúng rồi, cảm xúc thúc đẩy hành vi. Để chúng ta thật sự hiểu rằng con cũng muốn yêu thương, con cũng muốn chia sẻ, con cũng muốn ôm ấp, con cũng muốn gần gũi ta. Nhưng bởi vì cái cảm xúc trong con, cái trái tim của con ấy, nó vụn vỡ. Và cái cảm xúc trong con chỉ là sự giận, bực, chán nản, cô đơn. Thì đâu có muốn ở gần ta nữa đâu. Không muốn ở gần ta nữa. Bởi vì tất cả những cảm xúc ấy, nó cứ đẩy ra, đẩy ra, đẩy ra xa hơn nữa. Nên nó là hành trình. Các anh chị ạ, hành trình. Đúng rồi. Không dễ dàng gì đâu nhé. Cô Anh cũng nói với các anh chị, không dễ dàng gì đâu. Cho cô Anh hỏi tất cả những anh chị đang xem livestream, bao nhiêu các anh chị bây giờ đang không kết nối được rất là tốt với con? Hay comment số 1 được không ạ? Đang không kết nối được ấy ạ. Đang không kết nối được. Chúng ta hãy comment số 1. Có những anh chị còn đáng thương lắm, cứ nhìn thấy con là bực, nhìn thấy con là giận ấy. Những anh chị đấy đáng thương lắm. Tất nhiên là con các anh chị cũng đáng thương rồi, nhưng mà các anh chị cũng đáng thương ơi là đáng thương luôn ấy. Cứ nhìn thấy con là bực, nhìn thấy con là quát, nhìn thấy con là tức ấy, nhìn thấy con là khó chịu ấy, nhìn thấy con là chán trường ấy. Cho dù con các anh chị có đang làm cái gì đi chăng nữa, có thể đang chơi điện tử ngày 16 tiếng đi chăng nữa, các anh chị ạ, thương lắm những anh chị mà như vậy ạ. Nhìn thấy người khác là bực ấy, nhìn thấy người khác là tức ấy, nhìn thấy người khác là khó chịu, nhìn thấy ai đó, thì những người đấy là những người cần được chữa lành đầu tiên đấy ạ. Các anh chị đấy là những người cần được chữa lành trước tiên nhé, nhà mình nhé. Không phải ai khác đâu, mà chính là chúng ta cần được chữa lành trước tiên. Chúng ta cũng đang bị mắc kẹt đúng không ạ? Mắc kẹt. Vậy thì chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở đường đến trái tim con. Nó là một hành trình. Buổi trưa mai, trưa ngày mai, cô Anh sẽ livestream về trường năng lượng yêu thương. Về trường năng lượng yêu thương. Để chúng ta có thể hiểu được các anh chị ạ. Chúc mừng chúng ta đã nhận ra một cái điều rất là tuyệt vời. Cho dù con nó như thế nào đi chăng nữa, nhìn mà bực thì bạn vẫn là người cần phải chữa lành trước tiên đấy ạ. Bực bội và lo lắng. Anh chị ạ. Tuyệt vời lắm. Chúc mừng chúng ta. Link đường đến trái tim con, cô Anh để ở ghim đúng không con? Để đăng ghim, đúng rồi. Các anh chị điền link vào đó. Các anh chị copy link và gửi cho bạn bè của mình, những người thân yêu của mình.
để một cái hành trình đường đến trái tim con. Tất cả những anh chị mà chưa có cơ hội học cha mẹ thông thái giúp con thành tài thì đều có thể tham gia hành trình đường đến trái tim con. Hay lắm, hành trình này hay lắm các anh chị ạ. Rất là hay luôn. Và phải là đòi hỏi sự chữa lành đấy. Đòi hỏi sự chữa lành. Và rất là kiên trì. Rất kiên trì. Có một bài tập về nhà như thế này các anh chị có thể làm. Các anh chị bắt một con ốc sen. Bắt một con ốc sen. Một con ốc thường cũng được, chẳng sao cả. Thể thường cũng được, sen cũng được. Đấy. Và các anh chị để ở cái một cái mâm ấy, mâm. Và các anh chị chăn ốc sen xem. Chăn nó xem. Các anh chị biết khi nào nó bò ra không ạ? Khi nó cảm nhận được môi trường xung quanh nó cực kỳ an toàn thì nó mới bắt đầu thè lưỡi ra để nó bò. Còn nếu không ấy, nó mãi như vậy. Nó mãi như thế luôn ấy. Đúng rồi. Đấy. Thì con ta cũng thế, ai cũng thế hết các anh chị ạ. Ai cũng thế, tại sao mà có những người bảo rằng con nhà em nó nhút nhát, nó không dám thể hiện tài năng, hay là nhân viên của em nó thế này, nó thế kia. Có rất nhiều cha mẹ nói như vậy. Nhưng bởi vì cái môi trường của chúng ta đã không tạo ra cho con sự thoải mái thì không có tài năng nào bộc lộ cả. Không có cảm xúc nào đúng được bộc lộ hết. Và con của ta phải che giấu cảm xúc. Nhân viên của ta cũng phải che giấu cảm xúc. Nên có những người nói là trông hiền thế mà cục. Trông hiền thế mà cục. Các anh chị có biết ai trông hiền mà cục không? Thử comment xem nào. Các anh chị có biết ai trông hiền mà cục không? Thử comment xem nào. Bởi vì ấy, họ không có dám nói lên cái suy nghĩ của họ. Cái cảm xúc thật sự của họ bị chôn giấu ở bên trong. Và họ chấp nhận ý kiến của người khác. Họ chấp nhận cái quan điểm của người khác. Và họ chấp nhận làm theo người khác trong sự uất ức của họ. Các anh chị ạ, trong sự uất ức của họ ạ. Và sau đó thì điều gì xảy ra? Thì đến một lúc nào đấy, tức nước vỡ bờ, lúc đấy là họ mới thật sự được sống là chính họ. Họ mới thật sự được sống là chính họ trong cuộc đời này. Họ mới bắt đầu tức giận lên. Nó kiểu là như vậy đấy ạ. Đúng rồi. Đấy. Hiền mà cục ấy. Hiền mà cục ấy các anh chị ạ. Là trong họ tổn thương lắm nhá. Các anh chị nhá. Ít nói mà cục ấy. Nói câu nào ra cần câu đấy ấy. Đấy. Là trong bên trong họ ạ. Tổn thương lắm luôn ấy. Nên là các anh chị biết ai không? Chồng em à? Con em? Bản thân em luôn cô ơi. Em cũng có luôn, chị Trang. Chồng em cô ạ, chị Thúy Nguyễn. Không có ai sinh ra tính đã như vậy đâu nhá các anh chị nhá. Không phải là mà, thôi chấp nhận đi, tính ông ấy thế mà ông ấy cục lắm. Tốt tính, hiền lành, nhưng mà cục. Các anh chị ơi, tổn thương lắm đấy ạ. Đang rất tổn thương đấy ạ. Còn những người ấy, mà họ tổn thương ít ấy, họ vui lắm. Họ vui ghê, họ vui tính lắm. Họ vui tính, họ hài hước, họ thoải mái lắm. Rất là thoải mái luôn. Đúng rồi. Chị Thúy Nguyễn, chồng em mà cả em nữa đúng không ạ? Chị Hương Phùng mà thấy giống bản thân quá. Rồi chúng ta bị tổn thương nhiều lắm đấy ạ. Nên là chúng ta mới như vậy đấy. Chúng ta che giấu cái cảm xúc thật sự bên trong mình. Che giấu cảm xúc thật sự bên trong mình. Trái tim của mình bị quá nhiều cái dỉ máu, quá nhiều sự tổn thương. Nên là chúng ta chấp nhận ý kiến của người khác, làm theo lời của người khác, nhưng với cái tâm thái là mình không có phục, mình không có thấy thoải mái bên trong. Bạn Ngọc Khanh Nguyễn, cả em và chồng em đều thế cô ạ. Chị Hợp Hoàng Bách thì là con mình. Đấy. Bạn Trần Kim Thoa là cả em nữa cô ạ. Bạn chị Thúy Quách là chồng mình và con mình. Đúng rồi đấy. Thì ngày hôm nay chúng ta hiểu rằng bởi vì họ bị tổn thương nên là ta phải chữa lành cho họ thôi. Ta giúp họ thôi. Đúng không ạ? Ta giúp họ thôi mà. Chứ không phải là cục đâu.
nhiều cái cô Lanh chia sẻ các anh chị thấy nó lạ hoắc lạ hơi, giống như là có nhà bảo cô Lanh ơi em chỉ hợp cái đứa thứ hai thôi, cái đứa đầu em không thể hợp được cô Lanh ạ. Cái đứa đầu làm sao mà em ngồi gần nó thấy bực lắm rồi đấy, em thấy bực nó luôn ý, em không thể nào em hợp được nó luôn ý. Bao nhiêu các anh chị cứ hợp bạn này mà không hợp bạn kia, cứ hợp bạn này không hợp bạn kia, không, chẳng, cái từ hợp nó không đúng đâu các anh chị ạ. Cái từ hợp nó không có đúng đâu. Vì sao các anh chị hợp bạn này không hợp bạn kia? Bởi vì cái bạn kia ấy ạ, kích hoạt nhiều cái tổn thương trong các anh chị hơn, kích hoạt nhiều cái sự tổn thương trong các anh chị hơn, nên là thấy hợp bạn này hợp bạn kia. Mới lại có bốn bạn, có một phương pháp dạy, thế là được độc bạn thôi. Còn ba bạn khác là không thể nào mà có thể yêu được, đúng không? Mà mình nói là không hợp, hại con luôn á. Đừng có anh chị nào nói là mình không hợp bạn này, mình không hợp bạn kia nhá. Mình giết chết con luôn đấy các anh chị ạ, hại chết luôn đấy. Đừng bao giờ nói như vậy ấy. Một lần nữa cô Lanh phải nói cái tư duy này cho các anh chị này. Khi bạn biết ít, bạn bất đồng và bạn không đồng ý. Khi bạn biết nhiều, bạn tương đồng và bạn đồng ý nhiều hơn. Khi mình biết ít ý, thì ai mình cũng thấy khó gần á, ai mình cũng thấy bất mãn á. Các anh chị ạ, và cái số người hợp các anh chị ít lắm. Nhưng khi các anh chị hiểu biết nhiều, các anh chị ai chả hợp. Như bây giờ cô Lanh ấy, ai chả hợp, ai chẳng hợp. Tất cả các bạn nhân viên của cô Lanh hợp hết, ai hợp. Nhân viên cũ, nhân viên mới hợp hết, ai hợp, ai yêu. Chẳng có cái gì là ôi dồi, tao chỉ thích làm việc với mày, tao không thích làm việc với đứa kia. Tao hợp mày, tao chả hợp đứa kia gì cả. Tổn thương lắm luôn ấy các anh chị ạ. Mình biết ít nên mình bất đồng nhiều, nên là mình không đồng ý nhiều thứ. Nhưng khi mình biết nhiều thì mình tương đồng với nhiều thứ và mình đồng ý nhiều hơn. Nó là như vậy thôi các anh chị. Đấy, chúng ta đôi khi có những cái cách hành xử nó hơi ngớ ngẩn một chút, hơi ngớ ngẩn một chút, làm tổn thương trái tim của người khác, đau lắm các anh chị ạ. À, chị Trần Lan Anh nhớ nghe cô Lanh mà em đã hiểu hơn, đã cảm thông hơn cho chồng mình. Bố mẹ chồng em khắc khẩu, năm nay đã kết hôn 50 năm rồi vẫn không thể nói chuyện với nhau được theo kiểu tình cảm, chỉ nói vài câu lại muốn cãi nhau. Nên em đoán là chồng em từ nhỏ chắc không nhận đủ đầy yêu thương, đến bây giờ vẫn rất ít ôm con hay thể hiện tình cảm mặc dù rất yêu thương vợ con. Cảm ơn cô Lanh nhiều lắm vì đã khai sáng tâm cho em. Chúc mừng chị Trần Lan Anh. Đúng rồi đấy ạ, chị Lan Anh nói chuẩn rồi đấy ạ. Bởi vì anh ấy không có được đong đầy tình yêu thương đâu. Bởi vì bố mẹ suốt ngày cãi nhau mà. Thế nhá, hai người cãi nhau thì mình đồng ý không có nghĩa là họ không yêu nhau, đúng không các anh chị? Đấy, chúng ta hiểu như vậy. Nhưng bởi vì sao? Bởi vì ấy, tất cả những người xung quanh ấy thì chỉ có cảm nhận được trường năng lượng mà họ đang bực nhau thôi, nên họ mới cãi nhau. Và trong cái nhu cầu của con ấy ạ, trong cái nhu cầu của con, cô Lanh chia sẻ thì có một nhu cầu, đấy là nhu cầu được nhìn thấy bố mẹ yêu thương và kết nối với nhau. Nên những đứa trẻ mà nhìn thấy bố mẹ đánh cãi nhau, chửi nhau tùm lum ấy thì tổn thương lắm luôn ấy ạ. Và nhất là những đứa trẻ mà nhìn bố mẹ ra tòa ấy, mở lại ra tòa để mà xem là con ở với người này hay con ở với người kia ấy. Ôi những bạn đấy tổn thương lắm các anh chị ạ. Với người vợ, người chồng là cái đồ bỏ đi rồi, lão ấy làm tổn thương mình tức điên, tức điên, tức điên, phắn kiểu như vậy ấy. Với người chồng thì cô ấy là một cái điều gì đấy khủng khiếp lắm rồi. Mụ vợ này khiếp lắm rồi, tức điên rồi, không chịu được nữa. Hai người họ hằn học nhau và họ đưa nhau ra tòa. Và đứa con cần phải có sự lựa chọn. Các con tổn thương lắm các anh chị ạ, tổn thương lắm luôn nhé. Thêm nữa là có những cha mẹ không hiểu biết nhiều. Ba thì nói xấu mẹ, mẹ thì nói xấu ba. Với các con ấy không có xấu, không có tốt đâu. Dù ba có là người điên, người dại nhưng vẫn là ba của các con. Các con vẫn đong đầy tình yêu thương ấy các anh chị ạ. Các con vẫn đong đầy tình yêu thương luôn á. Mẹ cũng thế.
dù mẹ có như nào đi chăng nữa nhưng vẫn là mẹ, vẫn đong đầy yêu thương lắm. Nhưng mà lúc nào chúng ta cũng nói xấu con, nói xấu ba trước mặt con và nói xấu mẹ trước mặt con. Thì những đứa trẻ đó, khi nên tất cả những anh chị mà đang nuôi con đơn thân thì chúng ta cần chữa lành cho con của mình nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa đấy ạ. Chứ còn các con sẽ trống rỗng nhiều đấy ạ. Nên các anh chị thấy không, những đứa trẻ mà bố mẹ ly hôn ấy, có khi nào mà nhảy múa tung tăng nhiều được đâu. Các con luôn luôn có cái sự buồn ở bên trong ấy. Có một cái sự buồn ở bên trong, sẽ ít nói hơn, suy tư hơn. Đấy, đúng rồi. Các anh chị ạ, nên là giúp con thôi, giúp con để chữa lành cho con, chữa lành cho con. Nên là cái nhu cầu của con là nhìn thấy bố mẹ yêu thương và kết nối. Ngày bé ta cũng thế các anh chị, ngày bé ta cũng thế. Bố mẹ ta cãi nhau ta chả sợ sun thôi là sun vòi vào, đúng không? Bố mẹ ta cãi nhau ta hãi luôn á. Rồi bố mẹ đánh nhau cãi nhau ta sợ lắm luôn á. Rồi ngay cả cái hành vi là kiểu như là bố mẹ có người khác ấy, là ta sụp đổ luôn ấy. Kiểu như thế, bố mẹ người khác là ta sụp đổ luôn ấy, ta sợ lắm, sợ lắm luôn ấy các anh chị ạ. Đúng rồi đấy, thế nên là mình, người lớn của mình không hiểu được cảm xúc của trẻ, không hiểu được cảm xúc của trẻ các anh chị ạ. Có một bộ phim, có một bộ phim một người mẹ kế. Khi mà cô nuôi cậu bé này lúc cậu ấy có 3 tuổi thôi. 3 tuổi. Chưa đến 3 tuổi. Và cậu bé cũng không biết đây là không phải mẹ của mình. Ông bà tất cả mọi người nói rằng bởi vì mẹ con đi công tác về. Thế và cậu bé thì luôn luôn nghĩ đây là mẹ của cậu bé. Và cô nuôi cậu bé với tình yêu thương đong đầy luôn. Rất là đong đầy hạnh phúc. Mặc dù không phải là con ruột của mình nhưng cô nuôi như vậy. Và khi mà bố cậu bé có những cái biểu hiện xấu ở bên ngoài thì cô rất là điềm tĩnh để cô xử lý. Và cô xử lý, khi cô xử lý bất cứ một tình huống nào thì cô đều đưa cái cảm nhận của cậu bé lên hàng đầu. Tức là tôn trọng cái cảm xúc của cậu bé lên hàng đầu luôn nhé. Mình làm như thế này thì con mình sẽ ít bị tổn thương hơn này. Mình xử lý như thế này thì con của mình sẽ ít bị tổn thương hơn này. Còn nếu mà mình để cho lên báo chí tù dùm beng như thế này ấy, thì con mình sẽ bị tổn thương biết chừng nào. Tức là lúc nào cô ấy làm bất cứ một cái động thái gì thì cô ấy đều, cái quan trọng nhất đối với cô ấy là cậu bé cảm nhận như thế nào. Cảm nhận như thế nào. Thì đương nhiên người mẹ đấy trong cả hành trình đấy là luôn luôn tìm cách để chữa lành cho cậu bé đấy đấy. Nhà mình ạ, luôn luôn ấy ạ, tìm cách để chữa lành cho cái cậu bé đấy luôn á. Và có một số các học viên của cô Lanh, mình là con nuôi đúng không ạ? Mình là con nuôi, có chị thì là con nuôi, có chị thì là con riêng của chồng, có chị thì là con riêng của chồng mà trước khi chồng lấy mình đã có rồi, có chị thì là chồng đi với cô bồ nhí nào đấy và mang con về và mình nuôi. Đấy, thì ở tất cả những trường hợp đấy đều hỏi cô Lanh rằng có chữa lành được cho con không? Bây giờ con nghịch lắm, con cục xúc lắm, rồi như thế này thế kia ấy. Thì cô Lanh nói là đều chữa lành được, không cứ gì là con đẻ đâu mới chữa lành được các anh chị ạ. Con nuôi các anh chị cũng chữa lành được. Giống như ấy ạ, rất nhiều nghìn đứa trẻ đâu phải là con đẻ của cô Lanh mà cô Lanh vẫn chữa lành được cho các con đây. Miễn là chúng ta có tình yêu thương vô điều kiện là đều có thể chữa lành được các anh chị ạ. Trong một cái ca coaching mà cô Lanh chữa lành cho cái gia đình đấy là một cái sự lắp ghép. Một cái sự lắp ghép nhà mình ạ. Tức là mẹ có con riêng và bố cũng có con riêng. Và chúng ta khi hai ta chung một nhà, khép đôi mi cùng một giường, thế là chúng ta có một đàn con ấy. Có một đàn con. Và cái cách hành sự người mẹ này lại rất là thông minh, cực kỳ thông minh. Chị cũng đi tìm nhé. Chị cũng đi tìm bởi vì chị cũng không muốn là đánh mất một cái gia đình. Đấy. Thế thì chị cũng cố gắng để yêu thương con của chồng. Thế nên là mỗi khi mà bạn ấy đánh đổ sữa hay gì ấy, thì chị bảo là thật sự với cô Lanh là
em vẫn bẩn lắm, nên là em cáu lắm, nên em nói cái tông giọng không được bình thường lắm. Thế thì em thấy anh nhà em ấy nhanh lắm, vội vàng chạy ra lấy khăn để lau sạch lắm cho con. Đấy, bạn ấy mới có hơn 2 tuổi thôi mà. Nhưng mà em thì cứ bắt nó lau. Nhưng mà thật sự thì bây giờ em được cốt thì em hiểu rằng em ích kỷ, em đang rất là ích kỷ. Em cứ bắt nó làm, em nói là đấy là em đang dạy nó tự lập, anh không phải động vào. Nhưng mà chắc là chồng em cũng cảm nhận được sự khó chịu từ em khi mà phải dọn dẹp cho bạn ấy. Thế nên là anh ấy chăm dọn lắm, kể cả đêm ngủ nó chớ, anh ngó em dậy đâu. Một mình anh ấy làm hết mọi thứ, lau hết, lau chớ chỗ chớ, rồi ấp cái chăn bông lên cái chỗ đấy các kiểu, rồi lôi con ra lau chùi. Có hôm em tỉnh dậy em mới biết anh ấy có gọi em dậy đâu. Thế thì ngày xưa khi mà chưa được coaching, chưa được cô Lanh chữa lành thì em cũng kệ. Nhưng mà bây giờ thì em hiểu rằng bởi vì anh ấy cũng đang nỗ lực để có một gia đình êm ấm, anh ấy cũng tự làm hết mọi việc. Kể cả như là đang ăn cơm nó ị đồn, anh ấy nhanh lắm buông bát xuống chạy ra vác 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 vào trong nhà vệ sinh. Đấy, tức là người cha đó, nửa cái mảnh vỡ đó cũng đang rất nỗ lực từng ngày để mà chữa lành. Nỗ lực ra để mà chữa lành, bởi vì không ai muốn cứ đeo đẳng mãi cái nỗi đau. Đúng không ạ? Thì từ hôm mà chị được chữa lành ấy, thì chị bảo anh ơi, anh không phải ngại cái việc đấy đâu. Có gì con là con chung, con em thì lớn rồi. Đấy, thì mình cứ cùng làm thôi. Thì anh ấy cảm thấy nhẹ nhàng hơn, chứ anh ấy không phải giữ ý giữ tứ nữa các anh chị ạ. Chị gọi là giữ ý giữ tứ, đúng rồi. Nên là khi mà chúng ta thấu được ấy, chúng ta sống sướng lắm các anh chị ạ, sướng lắm. Rất là sướng luôn ấy ạ. Tận hưởng từng con người, tận hưởng từng khoảnh khắc. Mỗi khi các anh chị gặp ai đấy, các anh chị đều cảm thấy họ quan trọng với các anh chị lắm. Ai đấy đang ngồi trước mặt các anh chị, ai đấy các anh chị đang gặp họ, đấy, gặp họ là các anh chị cảm thấy đong đầy lắm, không có hẳn. Mà kể cả nhá, họ có làm mình tổn thương thì bởi vì họ đã rất tổn thương, rất đau rồi đấy, họ mới thế đấy. Và các anh chị lại cứ mong muốn mình cần sống tốt hơn, mình phải giỏi giang hơn để mình kiếm nhiều tiền hơn, để mình giúp đỡ được họ nhiều hơn, và mình phải giỏi giang hơn để mình mang tài năng của mình đến phục vụ họ. Nên là tuyệt vời lắm các anh chị ạ. Cảm ơn chị Huyền Hoàng rất nhiều. Các anh chị hãy comment cái sự chuyển hóa của các anh chị đi ạ. Chị Huyền Hoàng nói rằng cảm ơn cô Lanh, từ ngày biết cô mình thay đổi rất là nhiều. Chị Đặng Liên, cô giảng rất là hay đúng không ạ? Cảm ơn nhà mình. Chị Hân Hoan, chị Hà Nguyễn, cảm ơn nhà mình. Chị Nguyễn Tuyết, nó đơn giản thôi cô Lanh, bởi vì bên cô Lanh ấy ngày nào cũng nhiều ca coaching mà, ngày nào cũng coaching. Như những chuyên gia khác như là cô Thoan hay cô Cúc thì anh chị biết không ạ, một tuần coaching đến hàng chục ca luôn ấy, hàng chục ca luôn ấy, nhiều lắm. Bởi vì vấn đề này hầu như ai cũng mắc kẹt mà. Ai cũng mắc kẹt luôn á. Ok, và các anh chị hãy nhớ nhá, đường đến trái tim con vào tối ngày mai bắt đầu từ 7:30 tối, và đường link đã được ghi ở trong nhóm Zalo, các anh chị ạ. Hãy chia sẻ cơ hội này đến thật nhiều người bạn nữa được không ạ? Cuối cùng thì cô Lanh biết ơn nhà mình rất nhiều. Cảm ơn nhà mình, biết ơn nhà mình đã hiện diện ở đây. Chúng ta hãy tận hưởng cuộc đời này từng khoảnh. Anh chị hãy comment đi ạ. Tận hưởng từng khoảnh khắc. Tận hưởng từng con người. Có một chị Hà Vũ hay sao nhỉ? Chị vừa comment rất là hay á. Bên trên đấy con ạ. Rồi, mình cứ yêu thương con của chồng và rồi con cũng rất yêu thương mình. Đúng rồi đấy ạ. Yêu thương vô điều kiện.
Các anh chị mới yêu thương một cái đứa trẻ bên ngoài thôi, nó còn yêu thương anh chị vô điều kiện mà. Giống như là cô Lanh yêu các bạn ở Học viện Minh Trí Thành ấy. Đấy. Ôi nhiều lúc cô Lanh cũng nói to đấy, tông giọng cao ấy, nhưng các bạn ấy không có bực, không có cáu đâu và không cảm thấy tổn thương đâu. Bởi vì các bạn biết rằng trong sâu thẳm là cô rất yêu mình. Đấy. Rồi cuối cùng thì biết ơn các anh chị, xin chào nhà mình nha. Chúc nhà mình có một ngày thật là hạnh phúc bên những người tuyệt vời của chúng ta.